Chào mừng quý vị đến với kênh Sống Vui Nghĩ Tốt. Alexander Hamilton sinh khoảng 1755, mất năm 1804, bang New York, là Bộ trưởng Tài chính giai đoạn 1789 và 1795. Ông là cố vấn thân cận nhất của Washington và là bậc thầy về chính trị vũ lực. Sau khi từ chức, ông vẫn tham gia vào nhiều vấn đề của đất nước. Ngay cả Oliver Wolcott, người kế nhiệm Hamilton trong vai trò bộ trưởng, và những người khác trong nội các của Tổng thống vẫn xin lời khuyên của ông. Tổng thống Washington cũng vẫn tham khảo ý kiến của ông trong một số vấn đề điều hành đất nước và thậm chí trong diễn văn mãn nhiệm còn nhờ ông chấp bút. Đánh giá về George Washington, Alexander Hamilton đặt ca ngợi như sau: ở bên này đại dương, tức châu Âu, ngài cũng rất được ngưỡng mộ như từng được như vậy, trong sáng và không bị che khuất bởi những bóng đen mà những kẻ ganh ghét đố kỵ ngài từng cố công gây ra nhằm phủ nhận công lao của ngài. Ở đây, ngài sẽ được biết, được nghe những gì thế hệ sau nói về ngài. Bởi 1000 hải lý hay 1000 năm sau đâu có khác gì nhau. Mời quý vị theo dõi George Washington, vị cha già dựng xây nước Mỹ. Tuổi niên thiếu không trọn vẹn, George Washington sinh ra tại điền trang của gia đình trên bờ nam sông Potomac, gần cửa sông Fox Creek, hạt Westmoreland, Virginia, lúc 10 giờ sáng ngày 22 tháng 2 năm 1732. Ông được đặt tên thánh vào ngày 5 tháng 4 năm 1732. Cha của ông Augustine là một nhà trồng thuốc lá, có sở hữu người nô lệ. Sau này, ông Augustine có thử thời vận với nghề khai quặng sắt. Mẹ ông là bà Mary Paul, sinh khoảng năm 1709 và mất năm 1789, là người vợ thứ hai của Augustine và có với ông 5 người con. Thầy George còn trẻ, gia đình ông là những thành viên khá giả thuộc tầng lớp quý tộc nhỏ tại Virginia, ở vào cấp bậc trung lưu hơn là những gia đình hàng đầu. Augustine Washington qua đời năm George 11 tuổi. Công việc kinh doanh khiến ông Augustine Washington rất hay xa nhà, nên George chỉ nhớ mang máng cha là một người cao ráo, nhã nhặn và tốt bụng. 6 trong số các anh chị em của George lớn lên đến tuổi trưởng thành, trong đó có 2 người anh cùng cha khác mẹ, Lawrence and Augustine, từ cuộc hôn nhân đầu tiên của cha ông và bà Jane Butler Washington. 4 anh chị em ruột của ông là Samuel, Elizabeth, John Augustine and George. Học thực tế từ cuộc sống, có lẽ bởi không muốn sang cậu con trai cả trong một thời gian dài và không muốn chi tiêu tiền bạc, nên bà quả phụ Washington không chịu gửi George tới trường học ở Anh, nơi người chồng quá cố của bà đã từng làm cho 2 người con lớn của ông. Thay vào đó, bà để George làm quen với nền giáo dục bất thường, thường thấy ở thuộc địa Virginia. Không được đến trường nên George đành học thực tế qua cuộc sống. Giới sử gia sau này không biết chính xác ai đã dạy bảo George, nhưng đến năm 11 tuổi, ông đã nắm được những kỹ năng cơ bản về đọc, viết và toán. Toán là môn George giỏi nhất. Ông vận dụng đạo toán học của mình vào việc trắc đạt, một nghề rất được ưa chuộng ở thuộc địa Virginia. Không như nhiều thành viên của tổ chức viết ra hiến pháp nước Mỹ vào năm 1787, Washington chưa bao giờ có thời gian học tiếng Pháp. Khi ấy là ngôn ngữ ngoại giao và không học đại học. Mồ côi cha năm 11 tuổi, vì thế người có ảnh hưởng lớn và duy nhất đối với chàng trai George là người anh cùng cha khác mẹ Lawrence, hơn cậu 14 tuổi. George coi Lawrence như cha và chắc chắn là cố gắng noi gương anh. Lawrence nghỉ công việc trên biển, có thể hợp với cậu em và thu xếp cho cậu công việc với tư cách trung úy trong Hải quân Anh. George rất thích ý tưởng này. Hai anh em cùng cố gắng thuyết phục mẹ George về những điểm hay ho của công việc này, nhưng bà Mary Washington kiên quyết phản đối. Khi ấy George đã 14 tuổi, đã miễn cưỡng tôn trọng ý muốn của mẹ và từ bỏ công việc đó. Năm 16 tuổi, George
chuyển đến sống với Lawrence tại một đồng điền mà anh của ông được thừa hưởng từ cha, nằm bên bờ sông Potomac. Lawrence gọi đây là Mount Vernon. Ở điền trang này, George đã rèn luyện kỹ năng trắc đạn. Năm 1749, lúc 17 tuổi, nhờ uy tín của Lawrence, George đã trở thành thanh tra quận Culpeper và đón chờ ngày sinh nhật lần thứ 21. Khi đó, George sẽ nhận được phần thừa kế của mình từ điền sản của cha, nông trại Ferry, 100 nô lệ và một phần tài sản riêng của cha. Là một người kín đáo, khiêm tốn, George chỉ thổ lộ tâm tình với vài người bạn. Những người không ưa ông cho rằng tính dè dặt trang nghiêm của ông là sự tự cao tự đại. Nhưng đối với Washington, ông tâm niệm: cuộc đời là một sứ mệnh quan trọng, một công việc cần được thực hiện một cách nghiêm túc, không ngừng nghỉ. George có ít thời gian để vui đùa. Về cơ bản, ông là người tính tình hòa nhã và thân thiện, nhưng ông đã phải luôn kềm chế tính nóng nảy hay xảy ra bất chợt. Khi muốn nói vấn đề gì, George Washington thích viết những điều mình nghĩ ra giấy hơn. Tuy nhiên, khi đã nói, ông thường nói thẳng, bộc trực và nhìn thẳng vào mặt đối phương. Nhà viết sử Douglas Southall Freeman thừa nhận rằng tham vọng giàu sang đã biến Washington thành một người hám lợi và đôi khi hay gây gổ. Ngay cả sau khi giàu có rồi, với bản tính phân minh và sòng phẳng của mình, George Washington đã khiến Freeman phải nhận xét Washington vẫn nhất định yêu cầu thanh toán chính xác từ đồng phê định nợ ông. Tuy nhiên thực tế, cả tham vọng thành công và tính hám lợi đều chưa bao giờ đe dọa bản tính chính trực của George cả. Đối với George, tôn giáo chỉ đóng vai trò thứ yếu trong cuộc sống của ông. Ông đề ra một nguyên tắc đạo đức dựa trên quan niệm của chính ông về đúng sai và tuân thủ một cách nghiêm ngặt. Ông chỉ nói về Thượng Đế như một thế lực siêu nhiên, siêu hình, có khả năng chi phối đời sống con người. Ông rất tin vào số mệnh. Ông xác nhận đó là một thế lực mạnh đến nỗi không thể chống lại bằng nỗ lực mạnh nhất của bản tính con người. Tình yêu đầu đời và những vần thơ tuổi mới lớn, cũng như phần lớn những thanh niên khác, khi lớn lên, Washington cũng thích làm quen với các cô gái. Nhưng khi đứng trước các cô, ông lại có phần lúng túng, ngượng ngùng và hầu như ông không thốt được lời nào. Ở tuổi 16-17, Washington đã trút tâm sự buồn bực vào những câu thơ kém phần sau: ôi khốn khổ cho tôi khi yêu mà không dám nói. Đã bao lần tôi ước mình có thể nói ra, nhưng chưa bao giờ tôi dám nói. Thậm chí, ngay cả khi trong lòng tôi cảm thấy đau đớn vô cùng. Theo tác giả William E. Degregorio, trước khi lấy Martha, những chuyện tình của Washington đầy thất bại. Như với Betsy Fauleroy, con gái của một thẩm phán, hay Mary Phillips, con của một chủ đất giàu có, và cuối cùng với Sally Fairfax, cô dâu 18 tuổi người bạn và là người hàng xóm George William Fairfax. Washington say mê cô cuồng nhiệt bởi sự thanh thoát quyến rũ và sự duyên dáng hài hước, cũng như vẻ đẹp hiếm thấy và trí thông minh của cô. Trong một bức thư gửi Sally năm 1758, khi Washington đã đính hôn với Martha, ông đã nói lên lòng mình với những ngôn từ rất khó hiểu. Có lẽ vì sợ bức thư rơi vào tay người khác. Đầu thư, ông thú nhận với Sally ông đã yêu một người phụ nữ mà cô biết rất rõ, rồi viết tiếp: thưa bà đã khiến tôi, đúng hơn là chính tôi đã buộc mình phải thừa nhận một sự việc đơn giản. Xin đừng hiểu sai tôi, cũng đừng nghi ngờ hay để lộ nó. Thiên hạ không có quyền biết đối tượng tình yêu của tôi được thổ lộ với bà theo cách nào. Khi tôi muốn giữ kín điều đó, theo tác giả William E. Degregorio, xem ra Washington đã rất đau khổ về mối quan hệ tình cảm vô vọng này. Nhưng có lẽ ông còn đau khổ hơn nhiều bởi hai vợ chồng Fairfax không chia sẻ khát vọng của Washington về một nước Mỹ độc lập. Người thủ lĩnh quân sự kiên cường, Washington là một người to lớn, khỏe mạnh, cao khoảng 1m88, nặng khoảng 80kg đến 90kg. Ông có dáng đứng thẳng, đôi vai rộng và vạm vỡ, bàn tay và bàn chân to, khuôn mặt dài, gò má cao, mũi to thẳng, cầm cương nghị, cặp mắt
có màu xanh xám nằm dưới hàng lông mày rậm và mái tóc màu nâu sẫm. Cuộc chiến tranh giữa Pháp và người da đỏ 1754-1763. Năm 1752, anh Lawrence có George Washington mất tại Mount Vernon. Vị trí lãnh đạo địa phương quân Virginia của Lawrence được chia thành 4 chức vụ sau khi ông mất. Tháng 2 năm 1753, Washington được thống đốc Dinwiddie bổ nhiệm là một trong 4 vị trí mới đó với cấp bậc thiếu tá trong địa phương quân Virginia. Washington cũng đồng thời gia nhập hội tam điểm tại Fredericksburg. Năm 1753, người Pháp bắt đầu mở rộng tầm kiểm soát quân sự của họ vào xứ Ohio. Đó là một vùng lãnh thổ cũng bị các thuộc địa của Anh là Virginia và Pennsylvania tuyên bố chủ quyền. Khoảng cuối năm 1753, thống đốc Robert Dinwiddie phái Washington mang tối hậu thư đến pháo đài Leopold, yêu cầu người Pháp rút khỏi vùng lãnh thổ mà người Anh đòi chủ quyền. Người Pháp từ chối. Sau đó, thống đốc Dinwiddie phái Washington trở lại xứ Ohio để bảo vệ một nhóm nhân viên của công ty Ohio đang xây dựng một pháo đài tại nơi mà ngày nay là Pittsburgh, Pennsylvania. Nhưng trước khi ông đến nơi thì một lực lượng Pháp đã đuổi các nhân viên làm việc của công ty ra khỏi khu vực này và họ bắt đầu xây dựng đồn Duquesne. Tháng 3 năm 1754, Washington được thăng cấp trung tá, giám sát việc xây dựng pháo đài Necessity tại địa điểm nay là hạt Fayette, bang Pennsylvania. Lúc bấy giờ, một nhóm nhỏ quân Pháp do Jaimonville chỉ huy bị phát hiện ở phía đông khu vực mà ngày nay là Uniontown, Pennsylvania. Washington cùng một số đơn vị địa phương quân của mình và các đồng minh người bản thổ Mingo liền phục kích người Pháp. Jaimonville bị trọng thương trong cuộc tấn công đầu tiên và rồi bị giết chết. Người Pháp phản ứng trả đũa bằng một cuộc tấn công và bắt Washington tại đồn Necessity vào tháng 7 năm 1754. Thất bại nhục nhã này tạm thời đem lại cho Pháp quyền kiểm soát toàn bộ khu vực này. Tuy nhiên, Washington được phép quay trở về Virginia cùng với binh sĩ của mình. Sử gia Joseph Ellis kết luận rằng tình tiết trận đánh này đã chứng tỏ sự can đảm, thế chủ động, sự hăng say chiến đấu, nhưng chưa có kinh nghiệm của Washington. Nhưng những sự kiện đã xảy ra lại có những hậu quả quốc tế. Người Pháp cho rằng Jaimonville đang thực hiện một sứ mệnh ngoại giao và tố cáo Washington ám sát Jaimonville. Năm 1755, Washington là phụ tá cao cấp người Mỹ của tướng Anh Edward Braddock trong một cuộc viễn chinh ở Monongahela. Đây là đồng viễn chinh lớn nhất của Anh đến các thuộc địa Bắc Mỹ với ý định đánh đuổi người Pháp ra khỏi xứ Ohio. Cả Pháp và Anh sẵn sàng lâm chiến để tranh giành kiểm soát vùng này. Tháng 7 năm 1755 ở Monongahela, người Pháp cùng với các đồng minh người bản thổ Mỹ phục kích và Braddock bị tử thương trong trận này. Sau khi bị thiệt hại nặng nề về quân số, quân Anh rút chạy tán loạn. Tuy nhiên, Washington đã thật dũng cảm và mưu trí, cưỡi ngựa chạy quanh trận địa nhằm khích lệ và động viên tàn quân Anh và địa phương quân Virginia cố gắng bảo toàn quân số và rút lui có tổ chức. Tư lệnh trung đoàn Virginia, tháng 8 năm 1755, thống đốc Dinwiddie thăng chức Washington lên cấp bậc đại tá trung đoàn Virginia và tổng tư lệnh tất cả các lực lượng được tuyển mộ để bảo vệ thuộc địa của nhà vua và giao phó cho ông nhiệm vụ bảo vệ biên cương Virginia. Trung đoàn Virginia là đơn vị quân sự toàn thời gian đầu tiên của người Mỹ tại các thuộc địa, đối ngược lại là các đơn vị chính quy người Anh và các đơn vị địa phương quân người Mỹ bán thời gian. Washington được lệnh hành động tự vệ hay phản công bất cứ khi nào ông nghĩ là tốt nhất. Trong lúc làm tư lệnh của 1.000 binh sĩ, Washington là một sĩ quan có kỷ luật, luôn chú trọng vào việc huấn luyện. Ông cũng lãnh đạo các binh sĩ của mình trong những chiến dịch chống người bản thổ Mỹ tại miền Tây. Năm 1758, Washington tham gia vào cuộc chiến chinh Polk nhằm chiếm đồn Duquesne. Sau một vụ đánh nhầm giữa đơn vị của ông và một đơn vị người Anh, Washington không tham dự
vào bất cứ trận đánh lớn nào khác trong cuộc viễn chinh đó. Sau đó, người Anh ghi được một chiến thắng chiến lược lớn bằng việc giành quyền kiểm soát thung lũng Ohio khi người Pháp rút bỏ đồn. Tháng 12 năm 1758, Washington từ chức khỏi trung đoàn Virginia. Ông không trở về đời sống quân nhân cho đến khi cuộc cách mạng vào năm 1775 bùng nổ. Những bài học đắt giá trong quân ngũ. Trong những năm tháng chiến tranh, Washington đã tích lũy những kỹ năng về lãnh đạo, chính trị và quân sự quý giá. Ông luôn dành thời gian tiếp cận, quan sát các chiến thuật của giới quân sự và tìm hiểu, nắm bắt các điểm mạnh, yếu của giới chính trị người Anh. Điều này đã trở thành tài sản vô giá cho ông trong suốt cuộc cách mạng Mỹ sau này. Chiến trận còn khiến George thành một người chỉ huy can đảm và kiên cường trong tình huống cực kỳ khó khăn như trong các cuộc bại binh và phải tháo lui. Ông đã phát triển ra một phong cách chỉ huy toàn tâm, nhẫn nại và dũng cảm trong các trận chiến. Đối với các chiến sĩ, ông là một vị chỉ huy thuần thục và là chỗ dựa niềm tin cho mọi người. Washington cũng đã cố công học cách tổ chức, huấn luyện, kỷ luật và cách thức tiếp vận cho các đơn vị trung đoàn và đại đội của mình. Đồng thời qua đọc sách, quan sát và các cuộc trò chuyện với những sĩ quan nghiệp vụ, ông đã nhanh chóng học được những căn bản về chiến thuật, chiến lược trong chiến tranh. Thành viên Viện Lập pháp 1759-1774, tháng 7 năm 1758, Đại tá Washington là một trong hai đại biểu của hạt Frederick được bầu vào Viện Lập pháp. Ông nhập hội với những người phản đối chính sách thuộc địa của Anh. Năm 1769, ông trở nên tích cực hoạt động chính trị, đệ trình lên nghị viện Virginia đạo luật cấm nhập cảng hàng hóa từ Vương quốc Anh. Washington ủng hộ các giảm mạnh việc buôn bán nhưng phản đối việc đình chỉ hoàn toàn giao dịch thương mại với Anh. Tháng 12 năm 1773, Washington phản đối sự kiện có cuộc đột kích lúc nửa đêm của một nhóm các cư dân thuộc địa Massachusetts cải trang thành người da đỏ Mohawk, đột nhập lên 3 chiếc tàu Anh và đổ 342 kiện chè xuống biển, thường được gọi là tiệc trà Boston. Nhưng ngay sau đó, Washington nhận ra rằng không thể giảng hòa với mẫu quốc được nữa. Tháng 7 năm 1774, ông chủ tọa phiên họp, trong đó các giải pháp Fairfax được thông qua, kêu gọi triệu tập một quốc hội lục địa cùng với nhiều việc khác nữa. Vào tháng 8 năm đó, Washington tham dự hội nghị đầu tiên của Virginia, trong đó ông được bầu làm một đại biểu đại diện cho Virginia tại đệ nhất quốc hội lục địa. Đại biểu quốc hội lục địa 1774-1775 là thành viên đoàn đại biểu Virginia tham dự quốc hội lục địa 1 và 2. Washington làm việc ở các ủy ban chuẩn bị cho chiến tranh và là chủ tịch ủy ban xem xét các cách thu gom súng ống và đạn dược cho cuộc cách mạng sắp tới. Ông đã bỏ phiếu tán thành các giải pháp được đề ra nhằm giải quyết bất đồng với Anh một cách hòa bình. Nhưng ông nhận ra rằng những nỗ lực này không đem lại kết quả. Ngày 14 tháng 6 năm 1775, Quốc hội lục địa thành lập lục quân lục địa. Các đại biểu nhất trí chọn Washington vì kinh nghiệm quân sự của ông và thiết thực hơn vì muốn một người Virginia xuất chúng chỉ huy cuộc đấu tranh vốn chủ yếu do các nhà cách mạng miền Bắc lãnh đạo. Washington bày tỏ rõ thái độ của mình là không muốn làm tư lệnh và nói rằng ông không xứng đáng với chức vụ đó, nhưng chẳng có ai thật sự muốn tranh chức vụ này. Nên ngay sau đó, Washington vẫn được thăng cấp thiếu tướng và làm tổng tư lệnh lục quân lục địa sau khi được John Adams của thuộc địa Massachusetts đề cử. Một con người có tài thao lược và kinh nghiệm chiến đấu, có nhân cách hoàn hảo, nhất định sẽ thống nhất được lòng dân Mỹ và tập hợp được sức lực của toàn thể các thuộc địa. Các thuộc địa sau này sáp nhập thành nước Mỹ tốt hơn bất kỳ một ai khác trong liên minh này. John Adams kêu gọi đề cử Washington làm tổng tư lệnh quân đội lục địa 1775. Tổng tư lệnh lục quân lục địa trong cách mạng 1775-1783. Thoạt đầu, tướng Washington đã phải lãnh đạo cuộc đấu tranh
chống lại đội quân chính quy thiện chiến của anh và lính đánh thuê người Đức, với một đội quân huấn luyện kém, vô kỷ luật, bao gồm cả lực lượng dân quân ngắn hạn. Nhưng với bản chất thông minh và sự cần cù học hỏi trong chiến trận thời gian trước, Washington đã nhanh chóng phát huy được tài năng của mình. Một tướng lĩnh đầy thao lược, trong thời gian năm 1775 đến năm 1777 và lần nữa vào năm 1781, George Washington lãnh đạo binh sĩ của mình đánh nhau với các lực lượng chính của anh. Tuy thua nhiều trận, nhưng ông chưa bao giờ ra lệnh cho quân đội mình đầu hàng trong suốt cuộc chiến tranh. Ông luôn chiến đấu không nao núng chống người Anh cho đến khi chiến tranh kết thúc. Phối hợp với quốc hội lục địa, ông hoạch định toàn bộ chiến lược chiến tranh. Nhà tổ chức huấn luyện quân sự Washington thường luôn lặp đi lặp lại quan điểm rằng các binh sĩ nhà nghề có kỷ luật tốt thì luôn hơn hẳn gấp đôi những binh sĩ tự nguyện nhưng vô kỷ luật. Các binh sĩ nhà nghề như thế sẽ giúp người ta bỏ đi ý tưởng ngờ vực đối với một quân đội hiện dịch. Vì thế, để có lực lượng quân nhân chuyên nghiệp, Washington đứng ra tổ chức và huấn luyện lục quân. Ông tuyển mộ quân chính quy và giao nhiệm vụ cho một chuyên gia quân sự người Đức huấn luyện họ. Để có nguồn tiếp liệu đầy đủ cho quân đội, ông luôn làm áp lực với quốc hội và các tiểu bang cung cấp nhu yếu phẩm. Washington có tiếng nói quan trọng trong việc chọn lựa các tướng lãnh, tư lệnh và trong việc hoạt định chiến lược cơ bản của họ. Nhưng những thành tựu của quân sự của ông vẫn hỗn tạp vì một số người mà ông chọn lựa lại chưa bao giờ giỏi về thuật chỉ huy. Về sau, ông tìm được các sĩ quan có khả năng hơn như tướng Nathaniel Greene và tham mưu trưởng của ông là Alexander Hamilton. Tuy vậy, các sĩ quan Mỹ cũng không thể nào đạt được trình độ tương bằng với các đối thủ người Anh của họ trong chiến thuật và tác chiến được. Dần dần, họ thua phần lớn các trận đánh đã được chọn địa điểm trước. Các thành công lớn tại Boston 1776, Saratoga 1777 và Yorktown 1781 xảy ra khi quân cách mạng Mỹ gài bẫy dụ quân Anh ra xa khỏi căn cứ, có nhiều quân số để dễ dàng tiêu diệt quân Anh hơn. Là linh hồn cho cuộc kháng chiến, điều quan trọng nhất, Washington là hiện thân, là người đại diện của cuộc kháng chiến vũ trang chống Vương triều Anh. Tầm vóc lãnh đạo cao quý và tài năng chính trị của ông đã khiến cho quốc hội lục địa, lục quân người Pháp, địa phương quân và các tiểu bang đều hướng về một mục tiêu chung. Từ đó đã tạo nên một sức mạnh thần kỳ cho thắng lợi cuối cùng. Washington là một vị tướng kiên cường nhưng biết đồng cảm sâu sắc với những người lính của mình. Ông đã viết lời ca ngợi những người lính ném mật nằm gai với ông ở Valley Forge như sau: những người lính không áo ấm che thân, không chăn nệm, không dài, đôi bàn chân rướm máu mỗi lần hành quân và thiếu thốn lương thực triền miên, hành quân dưới trời sương tuyết, còn vào dịp Giáng sinh vẫn phải tìm nơi dựng doanh trại mùa đông, chịu cảnh màn trời chiếu đất cho tới khi dựng xong mà không một lời ca thán. Đó quả thật là biểu hiện của lòng kiên nhẫn và sự phục tùng mà theo tôi không gì so sánh nổi. Chiến thắng cuối cùng với quân Anh tháng 10 năm 1781, quân đội của Washington chặn được tướng Sir Cornwallis ở Yorktown và buộc quân Anh phải đầu hàng. Theo thông báo chiến thắng gửi tới quốc hội, Washington viết một cách đầy tự hào: thưa các vị, tôi được vinh dự báo cho quốc hội rằng quân đội Anh dưới sự chỉ huy của tướng Cornwallis đã quy hàng một cách vui vẻ nhất. Lòng nhiệt tình không bao giờ giảm sút đã thúc đẩy từng người lính, từng sĩ quan trong quân đội liên minh của chúng ta và là nhân tố chủ yếu dẫn tới sự kiện trọng đại này, sớm hơn so với kỳ vọng lạc quan nhất mà tôi trông đợi. Tháng 11 năm 1783, hai tháng sau khi Hiệp định Hòa bình Paris chính thức được ký kết, Washington từ chức và trở về nhà ở Điền Trang, Mount Vernon. Vua George Đại Tam đã gọi Washington nhân vật vĩ đại nhất thời đại vì hành động này. Tướng 6 sao duy nhất của quân đội Hoa Kỳ. Tuy đây chỉ là tước vị quân hàm mà ông được phong tặng sau khi đã mất đến 200 năm, nhưng vẫn là quân hàm cao nhất trong quân đội Hoa Kỳ. Để đảm bảo không một sĩ quan nào có thể vượt qua Washington, nên quốc hội Mỹ đã truy tặng ông danh hiệu Đại Thống tướng tương đương 6 sao
có quyền chỉ huy toàn bộ các lực lượng quân sự của Hoa Kỳ. Câu chuyện George Washington vì cha già dựng xây nước Mỹ, tập 1 đến đây là hết. Mời quý vị theo dõi tiếp tập 2. Vui lòng đăng ký và rung chuông để đừng bỏ lỡ những video sau. Trân trọng cảm ơn, chúc sức khỏe mọi người, tạm biệt.